Hôm nay là ngày mùng 4 Tết Việt Nam. Chúng tôi đến thăm anh chị Thìn ở La Roche-sur-Yon, gần La Rochelle độ khoảng 80 cây số. Chúng tôi đến đây dự tiệc và mang quà cho anh chị đó. Đây. Joanne parla un petit peu. Voilà, ça y est. Văn chủ hộ đâu, Văn đâu rồi? Đây rồi. Văn chủ hộ đâu rồi? Mau ra chủ hộ. Mai cao có nè. Anh ngồi đi. Đây cây quýt nè. Cây quýt. Anh đừng quay video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.